sir. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, nên là Bi đã quay trở lại để ghép đôi cho mọi người đây. Và mọi người hãy theo dõi đến cuối để xem ngày hôm nay Bi có ghép đôi thành công không nhá. Let's go. Và đây là cặp đôi ngày hôm nay của chúng tôi. Trời ơi. Tung hô. tung hoa. Thôi mình tự biên tự diễn vậy. Nào đừng quay nghiêm vào đây nào. Bây giờ chúng ta tìm nhau đi nào. Lần đầu tiên thì ở đấy cho tự cảm nhận, tự tìm nhau đây. Bước. Ôi trời ơi. Cái gì vậy trời? Cái tay không có lôi nha. Không hề có lôi nha mọi người ơi. Không hề có lôi nha, bạn không nhìn thấy cái gì, không thể trách được. Tiến lại gần đây. Rồi. Ok. Đấy cho lần đầu thì giới thiệu, à không phải giới thiệu mà là mình cho cảm nhận đối phương này, kiểu thích vị trí nào trên cơ thể thì động chạm thôi. Kiểu vậy, không nhạy cảm quá là được. Ví dụ em trước đi. Con trai thì em thích điều gì rồi con trai? Em thích mặt. Em sờ chỗ khác đi, bởi vì mặt tính che đầy hết rồi, lấy đâu ra mà còn sờ và cảm nhận được nữa. Nào, sờ cái khác. Ôi trời ơi. Ok em. Không biết là bạn này có bụng không? Tôi chả biết. Rồi ok, còn bạn thì như nào? Là một thằng đàn ông chân chính. Thì chân chính thì tôi muốn đến đổi C2 và C1 nhưng hiện tại là không thể, nên là thì mình làm C khác. Thì mình C2 thôi. Không cậu. Ok. Tại đâu? Ở đây. Ở đấy C2. Yeah. Ok. Rồi quay lưng lại với nhau đi ạ. Quay lưng lại thế thôi, chỉ động chạm gì đâu. Lưng nào cũng được, có hai lưng thì cứ quay thôi. 5, 4, 3, 2, 1, xin mời các bạn. Rồi lần đầu thì chào, bắt tay gái nào. Nắm tay. Thì lần đầu mà gặp nhau thì có ấn tượng. Từ nhìn vào mặt nhau đi. Sợ ấn tượng với nhau không? Kiểu chào hỏi đấy, bắt đầu đấy. Ngại quá. À, từ bình tĩnh xem nào. Mẹ lộ hết bóng ra rồi. Đáng hiểu kiểu gì? Trước hết thì tôi là Long. Tôi hiện tại là du học sinh ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Năm nay tôi 20 tuổi. Sắp lên 21, còn nửa tháng. 2001. Không. 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 Cố lên nào. 99. Úi là trời. Cố lên. Tại sao mà nó đoán được đến cái tuổi 2000 linh 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 các linh rồi nhưng mà nó không nghĩ đến 2000. 2000. Rồi bây giờ thì xin chúc mừng. Rồi như bạn có thể thấy, thích màu hồng, yêu sự tự do. Mình là một rapper. Rap name là GTM. Em biết ngay mà. Qua vượt những người khác rồi, yêu cách đời đời chỉ là cái tay mơ. Nhưng represent đất phượng, trông rất ngượng. Cầm mai thế là oai, ngầu như cloud CV, tâm rực lửa. Nhưng thân thái là ai? Năm nay 20 tuổi tròn, sắp lên 21, sắp rồi. Yêu màu hồng, thích sự tự do, ghét giả dối. Ui màu hồng đấy cũng thích. Màu hồng ấy thích lắm. Và rất ấn tượng. Và rất ấn tượng với những người không có mái tóc bạc. Tôi là ai? Đây là đâu? Đây là sân khấu của tôi mà. Và xem nào. Mình là một người yêu âm nhạc. Nên là Mong bạn cũng là một người yêu âm nhạc. Tại vì nếu bạn yêu âm nhạc thì nó kết nối con người nhanh lắm. Em tên Phương nhá, em sinh năm 2001. Đứng gần mày nhau. Rồi. Em ở Hà Nội ấy, người ta hay gọi em là Mèo ấy. Nhìn vào mắt. Mày giới thiệu qua đây. Người ta hay gọi em là Mèo ấy. Em không, nghĩa là em cũng yêu âm nhạc ấy nhưng mà em không biết hát, cũng không biết rap luôn. Nhưng còn muốn nghe không? Nhưng mà em thích nghe. Dạ. Thì nữa nào? Em học ở Đại học Tài chính Ngân hàng ấy.
nói cứ bối rối không dám nhìn vào mặt người ta luôn ấy. Em bị ngại. Mọi lần tự ti lắm cơ mà. Ngại em rồi. Run. Run à? Em hết rồi ấy. Em hết rồi ạ. Cô người yêu của em á, chỉ cần cao hơn em là được. Với cả kiểu cái tầm này được chưa anh? Cao hơn rồi. Được rồi chị ạ. Đừng cao nữa là với cả kiểu em thích ăn cu lộn xào me ấy. Ngon quá. Anh có thích ăn kiểu mấy cái đồ kiểu lặt vặt kiểu... Anh còn ăn được. anh là anh không thích mấy cái món ăn vặt đấy bao giờ. Đối với anh thì ăn vặt nó rất là trẻ con ấy. Dạ được ạ. Tí nữa thì chắc là chúng mình nên đi ăn để nâng cao tình cảm. Để xác định lại xem là món ăn vặt nó có thực sự bổ ích hay không. Ok. Nào thì bây giờ đến sở thích của Long đi. Sở thích của mình là được cầm mic theo nghĩa đen. Sở thích thứ hai của mình là âm nhạc. Sở thích thứ ba của mình La. À, là múa quạt. Từ bao giờ mà bạn lại vì nó hơi thế bạn? Từ khi GTM chết đi mất một ít. Trong thay lòng. Vào đấy tôi đã cảm thấy được một chất lý mới đến từ vị Bảnh Hiền Sư. Ôi bạn ơi! Bảnh Hiền Sư? Cái gì vậy trời? Để ngày hôm nay tôi có mặt ở đây, sẵn sàng đứng trước một cô gái mới để chúng ta cùng múa quạt thổi bay ngại ngùng. Yeah! Ok. Này, nhưng mà chị để ý là từ nãy giờ em cầm kẹo mút. Không, em cho bạn ý mà. Thế thì em tặng thôi, trời ơi, thế làm gì đấy. Lần đầu tiên kìa, người ta có lòng tặng thì phải nhận chứ đúng không. Trời ơi, hai cái con người này. Ừ, thì vừa lúc nãy thì Long có giới thiệu là Long là rapper. Thì em có muốn nghe rap không? Em có. Thế thì Long thể hiện chút gì đấy tài năng của bạn đi. Ví dụ như là bạn đã có cái sản phẩm gì rồi? Bạn đã từng tham gia chương trình gì rồi? Có tham gia chương trình gì không? Trước đây thì mình có từng tham gia những cuộc thi. Ví dụ như là Phong Sát cùng King of Rap. Bây giờ tôi cho bạn một vài giây suy nghĩ nào. Bạn có thể freestyle ngay ở đây không? Đây là một verse mà trước đây anh có viết. Thì cái verse này thực sự thì anh cũng đang tìm một người để anh có thể thể hiện cái điều đấy. Tức là thể hiện cái verse đấy dành cho họ mà có thể cảm xúc được. Nên là cứ thử nhá. Mà vì nó không có beat nên nghe sẽ hơi kỳ một xíu. Nắng và gió nóng thấy bà cố, nhưng mà anh vẫn còn lạnh lắm. Vì trái tim anh chưa đủ nhiệt, chưa ai sưởi ấm đệm cho anh nằm. Trong đô thị xô bồ nóng nức, việc người việc xe khiến họ chóng bực. Giữa trung tâm thủ đô đông đúc, còn tim băng giá đâu dám tranh làn. Nicotine và thuốc lào ngồi như màn hình để chế độ loa to. Chờ đợi âm thanh đi kèm một nút xanh hiện lên, nhưng hình như là quá khó. Vì waiting for somebody là quãng thời gian lâu nhất trong cuộc đời. Người đi thì dễ, nên người về thì hiếm. Nếu em không xin anh đã bỏ cuộc rồi. Nhưng mẹ đã dặn là phải kiên nhẫn nếu con muốn gặt hái thành công, nhưng ra đường mới biết thay vì chờ đợi cơ phải tự thân hành động. Và phần sau là cái nhạc đấy không thể chạy theo được. Ok. Cay tươi nhờ. Ok, không sao, được rồi, rất là ok. Em cảm thấy như nào? Em cảm thấy được chất. Em câu này em nhớ mong máng thôi, nhưng mà trà đổ vào sữa hay là sữa đổ vào trà? Bây giờ em đổ anh rồi thì anh có đổ em không? Gọi anh là bữa ăn cuối cùng vì anh đổ không thương tiếc. Đúng là con trai của ta. Yeah, trời ơi, sao vừa nghĩ ra luôn đúng không? Trời ơi, cầm tay chứ không phải là bắt tay như thế. Cầm như nào? Ừ, đấy, cầm. Cầm như nào? Đấy. Chứ không phải kiểu bắt tay như này. Như này hả? Được rồi. Nâng niu, kiểu đấy. Nâng niu. Yeah. Chỉ thính xong rồi đúng không? Bây giờ mình chuyển đến cái phần thử thách nhá. Cái nhạc này nó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi quá mọi người ạ. Thề luôn. Bạn có tự tin về thể lực của bạn không? Không. Điên à?
Ôi tôi mệt quá, cái đôi này không biết là có cách đôi nữa hay không đây này, thề luôn đấy. Nó nhảy nhót trong mắt quá. Đây, nó không liên quan đến thể lực nhưng mà nó lại liên quan đến rất nhiều thể lực. Nói thế cho nó vui. Đây, thử thách của tôi cho các bạn đó chính là các bạn dùng lực, tôi sẽ để cái này vào trong bụng của bạn. Các bạn cứ ôm nhau, xong mình để khi nào mà hai các bạn làm được nổ quả bóng này đi thôi. Ừ, trong vòng 10 giây, còn nếu mà sau 10 giây mà vẫn chưa nổ được thì tôi sẽ phạt các bạn một thử thách khác. Được rồi, sẵn sàng chưa nhỉ? Are you ready? Má, nó cứ làm hành động. Nào, được rồi, gần lại đây nào. Nào, không được dùng tay nha. Rồi, dùng lực bụng nha. Tôi bắt đầu đếm đây này, cố lên, làm mạnh lên thì nó được. Ôm nhau như ngày thủ đô chiến thắng. Nào, ôm chặt vào. 10 giây, bắt đầu. Đang ung dung trên trời, đập mây sân hôm nay xuống chơi. Ôi trời ơi. Tôi còn kiểu vừa mới nói bắt đầu xong mà. Bụng mình như kiểu có cái máy sinh tố đang chỉ nhảy nhảy bên trong ấy. Sao đéo chịu được. Sao chưa đủ sưởi ấm nhau nhưng mà đã quyết tâm thế. Tim bên này đau quá. Hiểu kiểu gì. Ta nát con tim. Ôi các bạn hoàn thành thử thách rất là nhanh luôn đấy. Thực sự. Vẫn lại là trò chơi về bóng đi, tôi sẽ cho thêm một thử thách nữa. Tôi sẽ cho các bạn ấy thêm một thử thách nữa. Thử thách này đó chính là bạn nam sẽ cõng bạn nữ. Và bạn nam bịt mắt nha. Bạn nam bịt mắt. Bạn nữ sẽ mở mắt. Và tôi sẽ cho các bạn là cũng vẫn là 10 giây để làm sao để nổ được quả bóng này. Ok. Đừng có làm cười. Ok ok. Đây. Rồi. Nó ở đâu? Nó đâu mà chân bạn ấy? Đây, đi à? Nhanh. Dấm. và đôi này vẫn chưa hoàn thành được thử thách của mình. Vì thế nên là cho tôi đứng giữa đã. Vì thế nên là... Chưa bao giờ cái gốc cây nó gần với cái trí tưởng tượng của mình đến thế. Bạn ơi, nó gần ngay chân bạn nhưng bạn không dấm được. Chính tôi thôi. Chính vì lý do là các bạn không hoàn thành được thử thách của mình. Thế nên là mình đã nghĩ ra một hình phạt để phạt các bạn. Và vẫn là hình phạt đó chính là... Bạn sẽ squat 10 cái. Bế bạn này squat 10 cái. Cho nghỉ mẹ một đi. Nào, thực hiện đi. Nhanh lên. Qua ra. Ừ. Lên ngồi xuống. Có thể cõng. Có làm được không? Không, cái gì không thể lực đi. Được, ok, nếu mà bạn thích không thể lực thì tôi lại cho về cái về cái thử thách mà bình thường thì tôi vẫn làm thôi. À không, hình phạt chứ không phải gọi thử thách nữa. Đó chính là bạn sẽ hôn đối phương 10 cái trên 10 chỗ bất kỳ trên cơ thể của bạn ý. Trời ơi, đây không biết là hình phạt hay nó là cơ hội đây mọi người. Tôi là phạt nhá, tôi bị bó tay rồi. Thôi được rồi, thì mình cũng đã qua những cái vòng như là vòng giới thiệu này, thử thách này. Thì cũng đã qua các vòng rồi nên bây giờ thì đến vòng chốt này. Bạn các bạn ạ, mình sẽ quay lưng lại với nhau và nếu mà mình ấn tượng với nhau, mình thích nhau từ cái nhìn đầu tiên thì mình sẽ quay mặt lại với nhau. Ở đây là mối quan hệ là từ người không quen biết trở thành những mối quan hệ khác, mối quan hệ mới mẻ hơn chứ không phải là cần thiết là phải yêu luôn nha.
đấy, cho nhau một cơ hội để làm bạn, một mối quan hệ mới phát triển khác nhau. Không quê. Còn cảm xúc của hai bạn như thế nào nhỉ? Cảm xúc em như nào? Em chảy nước miếng. Khoái chảy nước miếng luôn. Chảy nước miếng luôn mà. Ôm nhau một cái nào. Rồi. Thể hiện tình cảm đi cho mọi người biết là chúng ta có cái mối quan hệ mới yêu phát triển rồi. Thể hiện tình cảm đi. Vừa hôm nay thì tôi cũng thấy là tôi cho cái thử thách gọi là hôn 10 chỗ bất kỳ trên cơ thể. Còn bây giờ thì hôn một chỗ nhưng mà hôn lâu. Được chưa ạ? Dạ. Bắt đầu đi. Chủ động đi nào. Nào. Xin shout out đến người anh em đang làm việc ở phía sau máy quay, những người làm phía sau màn hình và tất cả những người thuộc ekip chương trình vì đã tạo nên một buổi chiều thật là vui vẻ như ngày hôm nay. Thế là hôm nay tôi lại kết đôi thành công rồi. Trời ơi, mọi người có thấy số này rất là hay không ạ? Các bạn đáng yêu không ạ? Đó. Thì nếu mà các bạn thấy hay thì hãy like và share và subscribe cho FPX Entertainment. Cũng như là nếu mà các bạn muốn ghép đôi để lên đây Dương TV ghép đôi cho thì các bạn hãy đăng ký ở ghép cái gì nhỉ? Phố đi bộ Hà Nội nha. Yeah. Phố đi bộ Hà Nội hoặc là liên hệ với Dương TV, Facebook của mình là Dương TV nha mọi người. Mình vẫn độc thân nha. Nên là nếu mà các bạn có nhu cầu muốn ghép đôi với mình thì cũng inbox cho mình. Thế nhá. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của FPX Entertainment. Tạm biệt. Bye. Thank you.